Và theo tờ BBC Quảng Bình, tranh cãi việc thôn thu lại tiền sau khi ca sĩ Thủy Tiên phát. Theo thông tin ban đầu, tại thôn Ngoạ Cương, xã Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình có 69 hộ nhận tổng cộng là 414 triệu đồng. Sau đó, ban cán sự của thôn này đã thu lại toàn bộ số tiền, gây bức xúc dư luận. Sáng ngày 29 tháng 10, Facebook tên là Nguyễn Thị Hằng Nguyễn đăng bài viết "Nhà mình ngập lụt, được Thủy Tiên về ủng hộ tiền nhưng đã bị thôn thu lại. Thật sự mình không đồng ý, chuyện này mình sẽ đi hỏi tận nơi." Tuy nhiên, tài khoản này sau đó không còn truy cập được nữa. Thông tin này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Nhiều người bình luận, chia sẻ và thể hiện thái độ bất bình, không đồng tình với cách làm của chính quyền địa phương và cho rằng đây là hành vi lá lành, giành lá rách, làm nên tiền lệ xấu và gây mất lòng dân. Thực hư chuyện cán bộ thu lại tiền của dân như thế nào? Về tính xác thực của thông tin trên, báo Quảng Bình Online được xem là cơ quan của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có bài viết xác nhận là có việc thu tiền của người dân. Cụ thể, bài viết có tựa đề "Cần hiểu rõ bản chất hoạt động thu tiền cứu trợ thôn Ngoạ Cương" đăng tối ngày 29 tháng 10 do tác giả Kỳ Sơn viết có ghi như sau. Ngày 28 tháng 10, ca sĩ Thủy Tiên đã về xã Cảnh Hóa, Quảng Trạch trao quà ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do đợt lũ lụt xảy ra vào tháng 10 năm 2020 cho 703 hộ, mỗi hộ 6 triệu đồng. Riêng thôn Ngoạ Cương có 69 hộ được hỗ trợ. Sau khi các hộ dân được trao số tiền nói trên, ban cán sự thôn Ngoạ Cương đã thu hồi lại toàn bộ. Tuy nhiên, bài viết lý giải việc thu tiền là để đảm bảo sự công bằng, hài hòa và giữ gìn sự đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm. Cụ thể, chủ trương của ban cán sự và người dân thôn Ngoạ Cương là khi có các hoạt động cứu trợ bão lụt đối với hàng hóa thì người dân được hưởng, còn tiền mặt thì thôn sẽ thu lại. Theo đó, số tiền ủng hộ của ca sĩ Thủy Tiên cũng áp dụng như trước đây. Cuối đợt, ban cán sự thôn sẽ họp bàn với người dân bình xét, cân đối và phân chia lại cho từng hộ, trong đó ưu tiên cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng, người này viết. Về việc người dân lên mạng bức xúc, tác giả Kỳ Sơn nói do chưa nắm bắt tìm hiểu kỹ thông tin, chủ tài khoản Facebook Nguyễn Thị Hằng Nguyễn đã vội vàng đăng tải thông tin gây nên hiểu nhầm, phản ứng trong dư luận và cộng đồng mạng. Sau khi được ban cán sự thôn giải thích cặn kẽ vào lúc 14:30 cùng ngày, chủ tài khoản Facebook nói trên đã gỡ bỏ thông tin đăng tải và đăng thông tin đính chính. Tuy nhiên, sự việc vẫn gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cụ thể là trên Facebook cá nhân, nhà báo Dương Minh Phong, nickname Cu Làng Cát ở Quảng Trạch, Quảng Bình, người liên tục tường thuật về tình hình bão lũ đã chất vấn. Cần hiểu rõ rằng việc trao tiền hỗ trợ cho toàn thôn Ngoạ Cương của ca sĩ Thủy Tiên là sự chia sẻ rõ ràng tới từng hộ dân trong thôn. Ban cán sự thôn thống nhất bàn bạc bằng tình đồng ý của dân hay là tự trong cái ban cán bộ Ngoạ Cương chủ đích? Ông Minh Phong cho rằng, cách giải thích về việc công bằng là lỏng lẻo vì việc chia lại tiền của ban sự thôn có thể gây phức tạp lòng dân, chưa kể tới trường hợp thân hữu của ban cán sự sẽ dẫn đến việc chia tiền thiếu công bằng. Đồng thời, nhà báo cũng cho rằng đây là chủ trương không thuận lòng dân, cả người cho lẫn người nhận. Ông lý giải vì thôn đã lập danh sách từ trước để đoàn của Thủy Tiên có căn cứ phát tiền, giờ thôn lại thu lại, nghĩa là danh sách ấy là danh sách làm láo nhằm nhận tiền, vậy thì càng tai hại. Thôn Ngoạ Cương cần nhanh chóng trả lại số tiền cho người dân để giữ tình làng nghĩa xóm. Nhiều người cũng ý kiến việc cán bộ thu lại tiền của người dân, đặc biệt là người đã quyên góp tiền cho Thủy Tiên. Facebook Nguyễn Ngọc Minh viết, chính quyền đã không coi trọng sức mạnh quyên góp của người dân, công lao của Thủy Tiên và xem thường dư luận. Chúng tôi quyên góp cho Thủy Tiên vì cô ấy đến tận nơi trao tận tay và giờ cán bộ lại lấy cớ chủ trương lạc hậu mà thu lại. Chính vì thế, từ đầu chúng tôi đã không chọn quyên tiền cho mặt trận Tổ quốc. Có người còn đặt vấn đề về pháp luật, cho rằng Thủy Tiên tặng tiền cho dân thì đó là tài sản hợp pháp của người dân. Vì vậy, việc cán bộ chỉ vịn vào chủ trương để thu lại tiền của dân là hành vi xâm phạm tài sản. Vào năm 2016, người dân của thôn Trung Thôn, xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũng đã bị thôn thu lại 400.000 đồng sau khi nhận được 500.000 đồng của đoàn cứu trợ từ thành phố Hồ Chí Minh với lý do là chia lại cho những hộ dân khác cũng bị thiệt hại trong thôn. Tuy nhiên, sau khi vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận thì chính quyền thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo trả lại cho các hộ số tiền nói trên. Ý kiến trái chiều về chuyện làm từ thiện của Thủy Tiên. Dù nhiều người phản đối gay gắt cách làm, chủ trương của cán bộ xã thôn Ngoạ Cương, nhưng vấn đề trao tiền mặt có giá trị từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng của Thủy Tiên cũng gây phản ứng trái chiều, cho rằng việc này sẽ dễ dẫn đến chuyện dân vòi tiền.
Một người làm thiện nguyện lâu năm nói với BBC, việc Thủy Tiên quyên góp được hơn 150 tỷ thể hiện được sức mạnh xã hội dân sự, tình người trong nguy khốn. Tôi cũng rất quý tấm lòng của cô ca sĩ khi có mặt trong lúc mưa lũ ở nhiều tỉnh thành và bây giờ quay lại miền Trung ngay bão số 9. Tuy nhiên, làm từ thiện kiểu rải tiền như Thủy Tiên cơ bản là giải tỏa tâm lý lúc đó, chứ hiệu quả lâu dài thì không có. Dù Thủy Tiên có nói là sẽ hướng đến việc xây lại nhà bị sập do lũ và xây nhà chống lũ cho người dân, nhưng cô cũng khẳng định 150 tỷ số hộ cần giúp tới hàng ngàn thì cũng như muối bỏ bể nên càng phải cân nhắc kỹ. Trước đó, việc nữ ca sĩ trao trực tiếp số tiền 200 triệu cho một ông cụ để trả nợ ngân hàng vì mất trắng sau lũ cũng đã gây tranh cãi trong dư luận. Cụ thể, một số người cho rằng Thủy Tiên làm như vậy là không công bằng với những hộ dân khác và cho rằng Thủy Tiên quá tin người. Có tài khoản cho rằng Thủy Tiên nên có bước xác minh hoặc cho người đưa ông cụ đến ngân hàng để trả nợ. Hơn nữa, việc trao trực tiếp số tiền 200 triệu tiền mặt cho ông cụ, nhà cửa đã không còn thì càng nguy hiểm cho ông. Một số người khác ý kiến rằng cô đã sử dụng tiền sai mục đích. Tiền người dân quyên góp cho Thủy Tiên là để giúp người dân khỏi cái đói cái rét và có chút vốn thiết lập lại cuộc sống sau lũ chứ không phải là cho người khác trả nợ. Tuy nhiên, phần đông người vẫn ủng hộ nữ ca sĩ và cho rằng cô hành động đúng đắn. Đáp lại dư luận, hôm 29 tháng 10, nữ ca sĩ đã đăng bài viết xác nhận ông cụ đã đến ngân hàng trả nợ số tiền 200 triệu và nói, mình nghĩ là khi con người ta đã vào đường cùng thì một là cứu, hai là không. Một quyết định có thể thay đổi cuộc đời con người ta. Mà ông phải như nào thì cả làng cả xóm ai cũng nói vào cho ông. Lúc ông cầm 200 triệu thì cả làng cả xóm ai cũng mừng cho ông cả. Trước đó, nhà báo Hoàng Hường viết trên Facebook cá nhân về việc làm từ thiện của Thủy Tiên. Trong bối cảnh đầy hoang mang thật giả lẫn lộn này thì có thể coi Thủy Tiên nói hơi to tát một chút như là tài sản quốc gia, vì cô đang giữ giá trị niềm tin. Nếu giá trị ấy sụp đổ thì nạn nhân bão lụt không chỉ mất đi một cô tiên mà cộng đồng lại một lần nữa tổn thương và tài nguyên thiện nguyện sẽ không được bảo vệ và khai thác hiệu quả. Thiệt hại cuối cùng sẽ là những người cần được hỗ trợ như các nạn nhân thiên tai và những người yếu thế. Vì lẽ đó, bà Hoàng Hường gợi ý Thủy Tiên nên lập một đội ngũ bao gồm luật sư, người làm truyền thông, kế toán v.v. hỗ trợ mình và kết nối với những chuyên gia và lan tỏa mạng lưới cộng đồng thành cánh tay nối dài để việc giúp đỡ người dân được công bằng, minh bạch. Như qua nhiều năm vẫn có hiện tượng những gia đình gần trục giao thông hoặc bỗng nổi lên trên truyền thông với câu chuyện xúc động nào đó thì lập tức hút hết nguồn tài trợ, trong khi những nơi khác không có. Bà Hoàng Hường cũng đề xuất Thủy Tiên có thể áp dụng công nghệ thành lập bản đồ có số liệu, hộ dân, các vùng ngập nặng để việc từ thiện triệt để hơn. Các đoàn thiện nguyện sẽ đánh dấu những làng, thậm chí là những hộ đã cứu trợ. Các đoàn sau sẽ tìm địa điểm khác, tránh chồng chéo. Công việc sẽ được phân bổ hợp lý và minh bạch hơn. Phần mềm này sẽ được lưu lại để dùng cho các đợt sau nữa. Trả lời BBC News tiếng Việt trước đó, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Cường, giảng viên bộ môn quy hoạch Đại học Xây dựng Hà Nội và kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, nguyên viện trưởng Viện Kiến trúc Việt Nam cũng đưa ra mô hình nhà chống lũ đơn giản, giá rẻ và hy vọng hợp tác với Thủy Tiên để xây nhà cho bà con miền Trung.